Xin chào tất cả các bạn nha. Hôm nay mình có một cái máy tông đơ mini này anh chị các bạn. Hôm nay mình sẽ review cái máy tông đơ mini này cho anh chị các bạn mình xem nhé. Coi xem mình có nên mua những cái máy tông đơ như thế này không nha anh chị các bạn. Thì cái máy tông đơ này mình sử dụng được là tầm khoảng 1 năm nay nha anh chị các bạn. Đây nè, cho anh chị và mình xem mình đã dùng khoảng 1 năm rồi nha. Đây bây giờ mình sẽ đi chi tiết vào cái máy tông đơ sau 1 năm sử dụng của mình nha. Thì đây là cái máy này là sau khoảng 1 năm sử dụng các bạn. Thì các bạn xem nè, cái lưỡi nó đã bị sét hết rồi nha. Hồi thời điểm mình mua cái máy này đâu đang bán trên Shopee tầm 60-70 ngàn gì đó các bạn. Mình quên giá rồi. Ở trên đây nó có nút tắt nè. Ở đây nó có nút dặn nhỏ lớn nè, dặn mà không biết cái này dặn gì, mình nghĩ là dặn mà hết tóc thưa với tóc dày hay sao các bạn. Ở trên đây nè, thì bây giờ mình sang và xài khoảng 1 năm thì vẫn còn cắt được nha các bạn, vẫn còn cắt được. Nhưng mà cái đây mình gắn pin cho, thì nó có pin sạc, hồi lúc mình mua nó có pin sạc, nhưng mà bây giờ mình xài lâu cái pin nó hư rồi, mình bỏ pin sạc rồi. Đó, nó có dây sạc nè, mà mình lâu không sạc, cái dây sạc nó dơ hết rồi nè. Bây giờ mình gắn luôn cái pin của con ó này nè các bạn. Đó, mình lắp vô thử cho các bạn mình xem. Đây, nó có cái nắp đậy nè, mà mình không cần đậy luôn, để mình để tháo gì để thay pin. Thì mình bật lên cái này nè, có khi nó bị không ăn điện nha. Cái này nó không ăn điện, mình phải xay cái này nè. Đó, các bạn nghe nó chạy đó. Thì mà lâu lâu cái mình bật lên cái nó không ăn, nó không ăn điện, cái mình phải xay cái này nó mới ăn nha các bạn. Tại vì hàng giá rẻ, nhưng mà vẫn còn cắt được nha. Một tí nữa mình sẽ test thử mình cắt cho các bạn xem. Ở trên đây nó có, ở đây nó có cái này là kêu bằng cái cỡ nè các bạn. Nó cái cỡ này nó ở, nếu mình đẩy sát vô á, mình gắn như thế này nè, mình tháo ra được. Nếu mà muốn cắt đây, đẩy sát vô đây tóc ngắn muốn dài thì mình đẩy cái cỡ này ra, chứ mình không có dặn được nha. Đó, mình đẩy nó càng ra thì cái độ tóc nó càng dày nè. Đó, nó có dốc xéo nè. Đó, thì mình thấy cái máy này chỉ có 60-70 ngàn thôi, nhưng mà mình dùng khoảng 1 năm. Thì anh chị các bạn nào mà muốn xem tham khảo sản phẩm này, cái đường link mình để dưới phần mà mô tả, các bạn có thể bấm vô phần mô tả để xem cái sản phẩm này giá hiện tại bao nhiêu nhé. Bây giờ mình sẽ test thử cái máy này cho các bạn xem nha. Rồi, chào các bạn. Xin chào. Đây, và đây là cái người mẫu của mình nghe các bạn. Đây, người mẫu của mình tại mình, cái máy này thì mình mua về mình chỉ sử dụng cho cái người mẫu này thôi. Bữa nay hết tóc dài rồi, bữa nay hết tóc nha. Đó, bây giờ mình sẽ hết thử các bạn. Cái máy này thì mình thấy mình chỉ dành hết cho trẻ em thôi nha các bạn, chứ mình hết cho người lớn tóc to mình nghĩ là không ổn đâu. Thì trẻ em tóc nó nhỏ thì mình có thể mình hết được. Bây giờ mình sẽ thử hết cho các bạn xem nha. Đây, mình sẽ test cái máy này cho các bạn xem nha. Nãy giờ mình hết được một lỗ rồi nè. Đây, nó mình gắn cái cỡ này vô, xong cái mình kéo nó xuống cái mức nhỏ nhất luôn, cho nó ngắn nhất luôn nha các bạn. Mình sẽ test với cái đầu trẻ em này nha. Hết cũng còn được á, nhưng mà nó không có ngọt lắm nha các bạn. Nó làm như nó bị nó nhỏ quá, nó bị yếu hay sao á. Nó rất là đơn giản, mình chỉ gắn cái cỡ như thế này nè. Hết cái này cũng dễ các bạn, nhưng mà mình so với cái máy bự á, máy to thì cái máy này nó hết không bằng nha các bạn, nó ăn không ngọt. Cái máy to thì mình hết nhanh hơn. Đó, hết cũng rất là các điều, nhưng mà nó cái máy này một hồi mình sẽ đẩy lại thêm một lần nữa nha. Đó, bây giờ mình sẽ tiến hành hết dùng cái tông đơ này để hết xong rồi sẽ quay lại cho các bạn xem nha. Vô mặt hả?
Đó, và đây là cái kết quả cắt nãy giờ các bạn. À, quay mặt đẹp trai coi. Chào các bạn coi. Nó thì vừa rồi mình hớt với cái tông đơ này nghe các bạn. Đó thì theo mình nhận xét á, cái tông đơ này á, thì theo mình nhận xét cái tông đơ này mình chỉ thích hợp hớt cho trẻ em thôi nha, chứ người lớn nào mình không dùng được cái tông đơ này nha các bạn. Và đây là cái chọn cái bộ sản phẩm mà mình dùng để hớt cho trẻ em nè. Đó thì tất cả sản phẩm này nếu mà các bạn không biết mua ở đâu thì có thể xem cái đường link mình để dưới phần mô tả nha. Tất cả cái này kinh doanh đều bán trên Shopee rất là rẻ các bạn. Một bộ kéo, hai cái kéo này có mấy chục ngàn à. Rồi bây giờ xin chào tất cả các bạn nha. Hẹn gặp lại các bạn vào những cái video tiếp theo nha. Rồi các bạn cần review cái sản phẩm gì á thì các bạn cứ bình luận bên dưới nha. Rồi mình sẽ review tất cả các sản phẩm đó cho các bạn nha. Bây giờ xin chào, hẹn